Xin chào tất cả các anh em yêu xe máy nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm về cái máy xe của Future 125. Đời này thì khách mua xe bằng bình xăng chứ không phải phun xăng nha. Xăng cơ. Thì đây là những linh kiện của cột máy như nồi, bố nồi, đồng và một số chi tiết máy dên và bộ số. Và cái lốc máy của Cú Chanel này nó cũng không có xài ron nha, nó chỉ xài bôi keo vô thôi, lốc giữa đó. Xe đời mới là đa số là xài như vậy không. Và đặc biệt lốc này cũng như lốc Sirius Yamaha, một bên dên dính nặng và một bên dính nhẹ nha. Bên này nặng nè, bên lốc nồi nặng nè, bên lốc giữa bên mâm lửa thì nó nhẹ, gắn rất là nhẹ. Thì cũng như những cái lốc máy khác chúng ta sẽ ráp vô thì chúng ta sẽ dùng bình ga để khò nóng á, chúng ta sẽ khò cái này cho nó nóng để chúng ta nhét cái dên vô cách an toàn, không có bị chúng ta không có dùng dụng cụ gì đóng hay gõ gì vô để cho nó vô, nó tránh tình trạng là nó bị méo dên, lệch dên, giờ nó không có chuẩn tâm. Thì mình sẽ hơ với cái dòng này. Giờ mình sẽ chuẩn bị một cái đèn khò đây. Thì số của nó cũng xài cũng đơn giản, mình sẽ giới thiệu qua số của nó. Nhưng mà đặc biệt cái này mình nói lại thêm mình nha, cái này khi chúng ta khò nó thì chúng ta sẽ mở cái bơm nhớt ra, bơm nhớt rời của nó ra. Thì cái bơm nhớt này của nó xài bằng cái cánh quạt, cánh nhông nó bằng nhựa. Nếu chúng ta không mở ra thì chúng ta sẽ khò nó sẽ cháy cái này nè, nó quéo cái này đi thì sẽ hư cái cánh này nha. Chúng ta lưu ý cái phần này. Còn số của nó thì rất là đơn giản, nói chung là nó cũng dính nguyên cụm, nó dính nguyên cụm không có rời ra đó. Heo thì cũng heo rời luôn, số rời. Số nó rất là ngắn và đặc biệt nó không có rời bao nhiêu á, nó chỉ dính luôn vậy luôn nè, long đỉnh được tán bè ha, tán bè và dính vô đây, không có thái được cái nhông này ra. Còn bên đây cái nhông này rớt ra thì cũng không có sao, tại vì nó là nhông số 4. Đây, cái này là nhông số 1 chứ, xin lỗi, nhông số 1 nha. Đây. Bây giờ mình sẽ khò cái lốc để cho mọi người xem. Mình sẽ lắp cái dên vô. Bây giờ mình ráp vô thử là nó không có vô, đèn nó không có xuống, nhưng cho ta hơi lửa nó sẽ xuống nha. Mình đã bỏ cây dên này vô xong rồi nha. Nói chung là lốc này vẫn còn nóng nè, thì mình sẽ thử cho mọi người xem nha. Khi nó vô là nó rất là bóp nha, mình không có dùng búa mình đóng đâu nha mọi người, đừng có nghĩ mình dùng búa mình đóng nha. Mình lấy đèn khò mình khò đàng hoàng đó, đó. À, rất là cứng, khi mà nó nguội lại là nó cứng dữ lắm, còn mà khi mà nóng thì bỏ vô rất là nhẹ và nó nguội lại là nó sẽ bóp lại. Bây giờ mình tiếp theo mình sẽ ráp bộ số. Nói chung là ráp cũng hơi vất vả đây vì phải quay nữa. Hôm nay anh mới ráp qua giờ là bận việc cái xe kia. Một lông đậm đây nè. Anh chỉ đang chờ
sẽ sắp xếp mấy cái kèn này vô thôi cho nó thích hợp. Dạ con nói xe con làm chú phải để lại rồi, còn không là con không có làm kịp cho chú đâu. Dạ con chú mà chờ làm theo chắc qua Tết luôn quá. Không phải đâu, tại từ chú làm khổ chú chứ đâu ai làm khổ chú đâu. Dạ đây, khi cái số 4 nó sẽ xẻ cái kèn vô đây nha. Đó. Thằng Sirius thì nằm ở giữa, cái cốp này nằm ở giữa, còn Honda của chúng ta thì nằm ở ngoài đây. Còn bộ số xe này thì mình mới ráp. Còn đã máy này đã được làm 2-3 lần rồi nha, lần thứ 3 rồi. Thành ra lông đền nó thiếu, giờ mình cũng không có đâu mà bỏ vô nữa. Đúng ra đây sẽ có một cái lông đền nè. Mà giờ không có đâu thua. Mình chỉ có cách ráp lại như cũ cho người ta thôi. Còn lông đền đó thì mất thì chúng ta thua rồi. Thôi, vì bộ số như đây là đã hoàn thành. Giờ mình chỉ có việc là bôi keo và ráp thôi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái ráp số và vô dên vào lốc. Thì chúc anh em ở nhà ví dụ có tự mở xe mình làm ra thì có thể xem clip này của mình để ráp dên và bộ số. Chúc anh em thao tác thành công. Thì anh em nào thấy clip mình hay thì cho xin một like gì đó, rồi chia sẻ hoặc comment gì đó, mình sẽ trả lời những cái comment của mọi người. Chúc một người có một ngày thật tốt đẹp.